Mừng các bạn đã quay trở lại với Xe Điện Mạnh Phát. Rất nhiều các bác là thắc mắc là trên thị trường hiện nay có rất nhiều kiểu xe điện ba bánh na ná như nhau. Vậy thì làm sao để phân biệt được giữa hàng cao cấp với lại hàng giá rẻ? Thì ngày hôm nay Mạnh Phát đang mang ra hai phân khúc của Mạnh Phát. Thứ nhất là con Victoria S6 là phân khúc giá rẻ, cũng là loại 3 chỗ ngồi nhưng mà là bánh 308. Và phiên bản Mi Pro là một trong những phiên bản cao cấp nhất hiện tại trên thị trường xe điện ba bánh ở Việt Nam. Có thể nói luôn là nó là phiên bản cao cấp nhất với những trang bị hoàn toàn cao cấp. Nếu mà thoạt nhìn ở hai mẫu, nếu mà nhìn ảnh thôi thì có thể là mọi người chưa chắc đã để ý. Nhưng mà khi mà để gần nhau, mọi người sẽ nhìn thấy một chiếc xe rất là to và chắc chắn, bề thế hơn. Một chiếc xe thì nó sẽ nhỏ nhắn hơn, gọn hơn. Đây mọi người sẽ quan sát, mọi người sẽ nhận thấy ngay. Đúng ạ, đây bánh xe này. Đây, anh tôi sẽ quay zoom gần lại cái bánh, mọi người sẽ nhìn thấy. Bên này là bánh 300-10 và đặc biệt là lốp cao cấp. Lốp CST là lốp gần như là xịn nhất hiện tại về xe điện bây giờ, ngang với Kenda nhé. Còn bên này là lốp thường thôi. Đấy, nó đã khác nhau rồi, chất liệu lốp và cỡ lốp đã khác nhau nhé. Tại sao lại gọi là xe điện ba bánh đa năng 3 chỗ ngồi? Thì đây, Mạnh Phát sẽ để cả hai chiếc xe ở trạng thái 3 chỗ trước để cho mọi người dễ dàng hình dung nhé. Đây, đối với xe Mi Pro thì chúng ta sẽ có cái lết bên này. Đấy, mọi người sẽ quan sát, mọi người sẽ thấy nhé. Đây, mọi người quan sát này. Đấy, 3 chỗ. 3 chỗ này để chúng ta thể chở được 2 người lớn, 1 trẻ em hoặc là 1 người lớn mà 3 trẻ em nhé. Cái yên này thì được một cái là khoảng cách giữa hai yên này này nó sẽ rộng hơn chiếc xe này nhé. Đây, cái xe này thì khoảng cách yên này nó sẽ bé hơn một chút. Đấy, bây giờ Mạnh Phát sẽ thu về ở trạng thái một yên để chúng ta sẽ dễ dàng quan sát hơn nhé. Đây, mẫu này so với trên thị trường cũng được gọi là cao cấp rồi, nhưng mà ở với Mạnh Phát thì chỉ là phân khúc bình thường thôi, thậm chí là giá rẻ ở Mạnh Phát. Bởi vì trên đối với những người có chuyên môn ấy về xe điện ba bánh, họ làm xe sẽ khác với những đơn vị làm thêm nhé. Mọi người phải để ý nhé, đa phần trên thị trường hiện tại á, rất ít đơn vị làm chuyên. Đấy, nhiều đơn vị họ nhập cái xe có 13, 14 triệu với những phân khúc có rẻ hơn cả như này nữa thì Mạnh Phát không thể tưởng tượng được như nào. Vành thì vành sắt, giảm sóc thì giảm sóc lò xo, động cơ kém, cầu vi sai kém, mọi thứ kém thì cái đấy Mạnh Phát không làm. Bởi vì làm xe ba bánh này không hề dễ, không phải ai cũng làm được, bởi vì mình phải hiểu. Và thứ nhất là như này, những bác có tuổi rồi là một cái, thứ hai những bác không phải bị tai biến thì chúng ta phải đảm bảo được sự an toàn, ổn định trên chiếc xe trước khi bán giao cho khách hàng. Đừng có ham là rẻ hơn, nghĩ là về ta sẽ bán được, vì trên thị trường họ đang bán 16 triệu, 19 triệu cơ, chúng ta nhập hàng rẻ về chúng ta bán được, nhưng không phải nha mọi người nhá. Lương tâm không cho phép. Mọi người đừng làm như thế. Đấy. Cạnh tranh về chất lượng, đừng cạnh tranh về giá thành. Đây là một cái lời góp ý chân thành. Đấy. Ngày hôm nay Mạnh Phát đặc biệt quan tâm và muốn giới thiệu với mọi người sâu hơn về cái phiên bản Mi Pro này. Đấy. Vậy thì phiên bản Mi Pro này tại sao nó được gọi là cao cấp? Đây nhá, ví dụ cho mọi người xem này. Đấy. Khi chúng ta nhìn thoạt nhìn nhá, đây đây là cái chắn bùn của chiếc xe này. Cũng màu đen. Nhưng mà cái chắn bùn này là bằng sắt, được chưa? Đây chắn bùn cái này mọi người để ý, mọi người cũng chưa chắc mọi người đã để ý đâu. Đấy. Nhưng mà chắn bùn này bằng nhựa, và nhựa của nó đây. Mọi người xem độ dày nhựa của nó nhá. Để chứng minh nó bền hay không thì đây. Mình sẽ để đây mọi người cho mình mọi người xem nhé. Đây không hề có cái gì bên dưới này, đứng hai chân lên nhún nhé. Đấy. Độ hoàn thiện cũng như là độ chắc chắn của chiếc chắn bùn nó như thế nào thì đây mọi người quan sát đây, đứng ngang nhỉ nhá. Nếu mà hàng kém thì nó sẽ dập ngay lập tức, kể cả đứng như này luôn cho mọi người xem này. Đấy, đứng hai chân này thì mọi người hiểu là từng linh kiện trên cái chiếc xe điện ba bánh Mi Pro này đều là hàng cao cấp và cũng như là hàng chính hãng. Đấy, đều được nâng cấp. Và đặc biệt là khi mua xe của Mạnh Phát á, Mạnh Phát khẳng định luôn là luôn luôn lắng nghe người tiêu dùng và luôn luôn muốn cải tiến nâng cấp để chiếc xe càng ngày nó càng hiện đại hơn, xịn hơn. Đấy, đơn giản nhé. Đấy, sắp tới mọi người sẽ nhìn thấy rất là sẽ có những đơn vị họ lấy họ làm chiếc xe bắt chiếc chiếc Mi Pro này. Đấy, thì Mạnh Phát phải nâng cấp ngay lên vành đen. Đấy, để họ ra phiên bản vành trắng, họ bị đi sau mình, họ không bao giờ đi kịp mình, và chắn bùn của họ cũng là chỉ là chắn bùn bằng sắt bình thường kia thôi. Họ không kịp để nâng cấp lên chắn bùn bằng nhựa cao cấp như này. Thứ nhất là đắt hơn, cái thứ hai là họ không nghĩ được là mình sẽ nâng cấp. Đấy, họ không biết được, và có thể là họ không muốn nâng cấp. Đấy, để cho đơn vị họ bắt chiếc mình, họ mãi mãi đi sau mình thôi. Đấy, thế là cái khó đấy, bởi vì là xe điện ba bánh bên Trung Quốc ấy, nhà mình thì độc quyền phân phối của công ty này. Thế nhưng mà kiểu dáng này thì không thể làm được, không thể độc quyền được kiểu dáng giống như xe Vec 3 ở điện ở Việt Nam ấy, hàng chục, hai chục công ty họ làm. Thế nhưng mà quan trọng là đâu làm hàng chất lượng. Đấy, kể cả những cốp này nha mọi người nhá. Mình đứng lên được, nhưng mà xe của họ thì họ dám đứng không mới làm chuyện khác nhau nhá. Đây cho mọi người xem. Đấy. Để cho mọi người phân biệt được là hàng chính hãng, hàng cao cấp nó sẽ khác như thế nào.
Và cái tiếp theo nhá, đây, xe điện ba bánh hàng bình thường của nhà Mạnh Pháp đã được trang bị động cơ 600W và là mát bằng quạt gió nhá. Đây chúng ta sẽ quay cho mọi người xem này. Đấy. 600W là mát bằng quạt gió. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy. Còn động cơ xe Mi Pro của Mạnh Pháp là hàng phiên bản cao cấp nhá. Đấy, động cơ chênh nhau cả triệu bạc đấy mọi người ạ. Thậm chí còn hơn ý. Đây. Cho mọi người xem. Đây mình nghiêng bên này nhá, cho dễ nhìn. Đây. Động cơ của bên Mạnh Phát là động cơ 800W. 800 nhá mọi người nhá, 800W. Đấy. Nó khác nhau rất là nhiều. Đấy, nó to hẳn luôn. Đấy mọi người nhìn, nó to hẳn luôn. Đấy, để cho mọi người thấy là kiểu dáng nó giống nhau nhưng mà trái tim khác nhau, sức mạnh nó khác nhau đấy. Họ có thể nhái theo kiểu dáng của Mạnh Phát nhưng mà họ rất khó để nhái được theo chất lượng. Đấy. Đấy mà cái khó. Cái tiếp theo Mạnh Phát muốn chia sẻ này, ngay cả cái một phiên bản bao bánh giá bình thường của Mạnh Phát như này đều có một cái tính năng rất ưu việt, đó là ga lên không bao giờ bị giật nhá. Ga lên đều rất là êm. Đấy. Cái này rất là khó làm. Và một khi làm được, Mạnh Phát muốn áp dụng cho tất cả những chiếc xe mà mình đang phân phối. Tại vì sao? Tại vì cái này nó tăng sự an toàn rất là lớn cho người điều khiển. Nếu mà ga lên một cái mà nó giật luôn, đấy, nó bốc quá, nó nguy hiểm quá thì nó không an toàn cho người sử dụng. Thế nhưng mà khi mà mình làm được cái việc này thì mình muốn trang bị cho tất cả những chiếc xe của mình để khi mà mọi người đi xe nó được an toàn hơn, được an toàn hơn nhé. Vẫn đạt tốc độ tốt 30/30 cây một lần một giờ. Tuy nhiên lúc đầu khởi đầu lên nó rất là êm để cho mọi người dễ làm quen. Đây, đấy, mọi người thấy ga này nó không bao giờ bị giật, rất là êm nhá. Đấy. Còn đối với hàng cao cấp này thì chắc chắn có rồi. Khi mà hàng giá rẻ này của Mạnh Phát đã được trang bị thì cái hàng cao cấp này thì không thể là không trang bị được. Đây, Mạnh Phát sẽ mở cho mọi người xem này. Đây nhá. Đấy. Một con này thì nó sẽ chắc chắn hơn hẳn rồi. Đấy. Tuy nhiên là nếu mà các bác mà điều kiện không cho phép thì mọi người hoàn toàn có thể mua sản phẩm Victory S6 này với mức giá phải chăng. Đấy mọi người để ý này, đây là một điểm khác biệt như này. Đây nhá mọi người nhìn này. Đây anh chúng ta sẽ quay này. Hai cái giảm sóc trước của chiếc xe này nhá. Toàn nhìn mọi người sẽ thấy giống nhau nhưng mà không phải. Đây là hàng bình thường. Xe giá rẻ chắc chắn là bình thường nhưng mà so với bằng chung thì nó là hàng cao cấp. Mạnh Phát khẳng định luôn. Mọi người cứ để ý nhá, mình sẽ quay rất là gần. Đây, hàng cao cấp đây. Đấy. Đấy. Mọi người thấy chưa? Đây lốp đây. Đấy. Độ khung gầm nhá. Đây so khung gầm luôn. Khung gầm này to hơn nhá. Đấy, không phải là mình mang con này ra để chê. Để chê đâu ạ. Nhưng mà Mạnh Phát để mang ra để mọi người phân biệt. Không nhiều khi là mọi người cứ thắc mắc là tại sao xe nó giống xe của bên bạn bán mà bên bạn lại bán cho chúng tôi đắt như vậy. Nhưng thế không phải. Xe giá rẻ thì bên Mạnh Phát cũng có, xe giá đắt bên Mạnh Phát cũng có. Đấy. Để cho mọi người yên tâm là à, tôi mua được hàng chất lượng chứ không phải là tôi bị giá đắt, tôi bị người ta bị bậm, không phải là người ta nói một đằng người ta làm một nẻo. Đấy, Mạnh Phát chia sẻ cho mọi người như vậy. Đây, hai chiếc xe đều được trang bị khóa từ remote điều khiển từ xa nhá mọi người nhá. Đấy. Với lại chất lượng bình thì chắc chắn rồi. Xe hàng bình thường thì bình cũng ở mức độ bình thường. Còn xe cao cấp thì chắc chắn là trang bị bình cao cấp rồi. Đấy, bình trên thị trường cũng có rất là nhiều loại. Và hôm nào Mạnh Phát sẽ làm một video đấy, so sánh động cơ cho mọi người xem là động cơ được làm mát bằng quạt gió và động cơ không làm mát bằng quạt gió, ưu nhược điểm và động cơ 800W với động cơ 600W nó khác nhau ở điểm gì nhá. Có phải là thích thì đánh được số lên hay không, mình chưa đủ đẳng cấp để mà yêu cầu họ đánh lên số động cơ trong, bởi vì mỗi lần một sửa người ta làm ra vài chục nghìn động cơ, họ không thể đánh số theo ý mình được. Và động cơ nó khác nhau hoàn toàn nha mọi người nhá. Nó khác nhau hoàn toàn. Đây để có thể chứng thực lại thì anh ta sẽ quay gần đây cho mọi người xem này. Thứ nhất nhá mọi người, nhìn động cơ 800W này. Đây, màu nó khác là một này. Nó to hơn nhá. Nó to hơn. Đấy. Động cơ 600W đây, mọi người nhìn nhá. Đấy, nó bé hơn rõ ràng luôn. Đấy, mọi người thấy chưa? Đấy. Đấy một phần để chia sẻ cho mọi người biết. Và động cơ ở trên thị trường hiện tại chỉ có hai loại. Một là làm mát bằng quạt gió, hai là không làm mát. Đấy nha mọi người lưu ý nhá. Đối với những dòng xe điện ba bánh bây giờ, chúng ta nên chọn động cơ làm mát quạt gió để cho chiếc xe của chúng ta được chạy ổn định hơn và tránh bị nóng khi chúng ta đi đường dài nhá. Đấy, sắp tới Mạnh Phát sẽ đập hai cái động cơ ra để chia sẻ cho mọi người biết là bên trong cái động cơ có gì, thực sự là có dung dịch hay không nha mọi người nhá. Mọi người hết sức lưu ý nhá. Đấy, Mạnh Phát bán xe thật, làm hàng thật nên mọi người yên tâm. Đấy, xe điện ba bánh này được chạy, toàn bộ xe điện ba bánh Mạnh Phát đang phân phối cho mọi người đều được chạy cầu V-Sai an toàn tuyệt đối nha, và đều được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc nhá. Sản phẩm này thì đều có mặt sẵn tại Hà Nội và Sài Gòn.
Đấy, mọi người có thể qua trực tiếp cơ sở Mạnh Phát để xem xe cũng như là mua xe ủng hộ mình. Đối với dòng Mi Pro này thì sẽ có hai màu, màu xám và màu đỏ. Còn đối với sản phẩm S6 này thì cũng có hai màu, màu đỏ này và màu xám nhé mọi người nhé. Đây mình sẽ mang hai màu ra để cho mọi người dễ phân biệt ở hai loại xe này. Đấy. Hiện tại thì xe điện ba bánh Mạnh Phát là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam, bán rất là nhiều mẫu và từ chất lượng đến sản lượng Mạnh Phát tự tin luôn thông báo mọi người biết là Mạnh Phát là một trong những đơn vị đầu ngành về xe điện ba bánh và chuyên sâu bán hàng. Có thể là nhiều đơn vị hệ thống lớn hơn Mạnh Phát, tuy nhiên họ không chuyên về xe ba bánh thì họ có thể là bán xe hai bánh chạy hơn, nhưng ba bánh thì không nhá. Đấy, hiện tại về xe điện Mạnh Phát cũng đang có mặt tại Hà Nội cũng như Sài Gòn đầy đủ hết, cả Bắc Ninh mọi người mua và đều được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Nên anh em có nhu cầu về xe điện ba bánh nhấc máy vào lô cho Mạnh Phát qua số điện thoại là 085 993 1111 hoặc là 0358 993 993 để đặt hàng nhé. Bên mình miễn phí vận chuyển trên toàn quốc cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.